Rồi, kính chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con nho JV50. Thì cái con này cũng chỉ là bản siêu dựng thôi các bác nhé. Thì em dựng nó từ đầu đến đến chân luôn. Thì cái lắp lưng này này cũng là cái lắp lưng mới tinh nhé các bác nhé. Mới tinh tình tình luôn. Chỉ là gắn các linh kiện sang thôi. Như là kiểu là cái chấu màn hình phụ này và cái vân tay này. Đấy. Thì nó cũng còn rất là mới nhé. Đấy, chỉ có mỗi, nếu mà kể ra xấu thì có mỗi cái vân tay là nó có thể là nó sẽ hơi xấu, có con xấu con đẹp nhé các bác nhé, nhưng mà nó cũng còn rất là đẹp, các bác yên tâm đó. Thì tạm thời em để ở đây. Thì cũng nói luôn cho các bác, cái bộ màn hình của con này nó là bộ màn hình mới tích tinh tinh luôn, từ từ gì nhỉ, em bảo này đi nào, từ từ khung viền này. Khung viền chưa hề có một xước, chưa hề có vết xước nhé, còn nguyên cái miếng siêu này. Đấy, về các bác bóc ra nhé, em cũng chưa bóc đâu. Về các bác bóc ra thì nó mới tinh 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 từ khung màn hình này và từ cả màn hình chính nhé. Màn hình chính này hoàn toàn chưa hề có vết xước nào cả các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm, chưa hề có vết xước nào. Thì em cũng không cần phải sâu cho các bác làm gì, tại vì bây giờ là bộ màn hình nó mới tinh mà. Nó mới tinh thì nó chưa hề có vết xước gì cả, cho nên là nó chả có biết sâu các bác cái gì cả. Đấy. Nhưng các bác yên tâm, không không sợ là cái độ 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 xấu của cái con máy này đâu. Đẹp. Nếu như mà không kể cái vân tay này thì coi như nó đẹp như mới đâu nhé. Đấy. Chờ em chút. Thì đây. Ngay cả cái khay sim luôn. Ngay cả cái khay sim luôn thì nó cũng là khay sim mới tinh nha các bác nhé. Đó. Thì cơ bản ấy, cái khay sim này nó cũng là khay sim mới tinh, nhưng mà nó sẽ hơi khác màu hơn so với cái khung viền các bác nhé. Cái khay sim này nó là cái sim màu hơi hơi ngả sang màu bạc hơn một chút. Đấy, còn cái khung viền này thì là khung viền màu đen nhé các bác nhé. Đấy, thì nó cũng hơi hơi nhìn nó khác khác màu hơn chút đây, các bác nhìn này. Nhưng mà nó vẫn là máy mới tinh các bác nhé, cho các bác yên tâm. Đấy, thì về ngoại hình thì các bác khỏi lo rồi, nó như mới rồi. Còn về chức năng ấy thì các bác cũng cứ yên tâm nhé, không hề có một lỗi nhỏ nào cả. Thì em cũng test qua thôi. Đây là cái cam trước này, cam sau, cam trước nữa này, đấy, cam sau này. Đấy, các bác yên tâm, không hề có một lỗi nhỏ nào về các chức năng của nó đâu. Sim sóng thứ bình thường hết các bác nhé. Em còn quên rồi chưa lắp sim vào thôi, không sao. Em sẽ vẫn bảo đảm cho các bác là sim sóng bình thường hết, không vấn đề gì cả. Các chức năng thì xem còn cái gì, vân tay các thứ bình thường hết các bác nhé. Đấy. Thì có con sẽ chạy 11 hoặc có con chạy 12. Thì cái đấy tùy thôi, cũng không sao đâu. Có con chạy 13 luôn. Đấy, thì em sẽ vào bên trong test cho các bác. Đó. Test nhanh thôi, tại vì nó chả có lỗi gì để mà phải 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 đắn đo cả các bạn. Đây, tiệm cận các thứ này bình thường hết này. Các phím bấm này. Đấy, rung này. Rung này. Rất mạnh nhỉ. Xoay ngang phải dọc này. Đấy, yên tâm. Các mic nhé, này con này có hai mic thôi. Mic dưới ok này. Mic trên. Ok hết nhá. Cảm ứng thì các bác cũng khỏi phải test luôn các bác nhé. Cảm ứng thì nó là mới tinh rồi, cái con này nó mới tinh rồi, cho nên là cảm ứng không cần test nữa, cho nó mất thời gian. Nhưng mà không có cảm không, không có áp suất đâu các bác nhé. Áp suất tại vì em không làm áp suất, em thấy áp suất nó không có giá trị gì cả ở thời điểm này nữa. Các đèn led bình thường hết các bác nhé. Ok, thì tại vì nói cái chức năng thì nó hơi bị dài dòng, kể cả về 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 sạc các thứ nhé, các bạn yên tâm là con V50 nó không bị lỗi sạc như con V60 đâu, cho nên các bác yên tâm mua rất là đảm bảo luôn, không sợ cái gì cả. Sạc nhanh mình thử hết, các bạn cắm sạc nào cứ có 9V là nó sẽ có sạc nhanh thôi, không phải lo. Ok, thì em sẽ tắt nguồn đi để em tháo hẳn máy ra cho các bác biết cái linh kiện bên trong. Tại vì cái con này về chức năng này, về ngoại hình thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi, nó là mới tinh rồi và các chức năng là không hề có lỗi gì cả. Thì quan trọng là về về cái cách dựng của mỗi người thôi. Thì em cũng biết là máy trên thị trường bây giờ thì các bác đòi đồ zin, thì nếu riêng về V50, V60 mà các bác đòi đồ zin thì nó cũng có đấy, không phải là không có. Nhất là V50 thì vẫn còn hàng zin, tại vì hồi xưa ấy là LG sản xuất V50 nó rất là nhiều, cho nên là nhiều nhiều bác vẫn tìm được cái hàng tồn kho ấy, cho nên là vẫn vẫn có hàng zin. Nhưng mà để mua được cái hàng zin đấy thì thứ nhất là giá nó rất là đắt, và
Thứ hai nữa ấy, là các bác nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi, cái vỏ ngoài thôi, thì hoàn toàn là có thể các bác sẽ bị lừa vì chưa chắc đã zin đâu. Thì hoàn toàn các bác phải về các bác bóc máy ra, các bác bóc máy ra các bác mới biết nó là zin hay không, thật sự luôn. Chứ còn bảo là nhìn bề ngoài mà các bác zin thì lúc này em cũng bó tay đấy. Thì đây sẽ tháo hết máy ra cho các bác xem. Thì các bạn yên tâm nhé, tất cả những con máy nào em dựng ra ấy, thì nếu như mà em không có quay được video ấy, thì em cũng sẽ đảm bảo cho các bác là nó đều là dựng trên cái main zin, đồ zin hết các bác nhé. Đây như con này thế thôi, đồ zin hết bình thường hết, không hề có sửa chữa gì cả đó. Đây bên này cũng thế thôi, còn nguyên miếng miếng keo tản nhiệt đây. Đấy, các bác yên tâm nhé, không hề có phải là cái main sửa chữa gì cả. Đấy, đây, đây. Và cũng đây các bác cũng đảm bảo các bác này, nhìn các bác nhìn thế này, cái miếng đồng tản nhiệt này là còn y nguyên nhé, nó theo cái khung này luôn. Tại vì nếu mà như các bác tháo miếng này ra lấy từ máy khác sang, thứ nhất là nó sẽ nhăn nheo đấy, và cái miếng này nó cũng sẽ bị nhăn nheo lên đấy. Và cái pin này, đây pin này thì là bảo đảm chắc chắn các bác là nó là pin zin. Và đây các bác nhìn thấy năm sản xuất là 2019 này, thì các bác biết rồi đấy, từ năm 2019 đến bây giờ là 2023 rồi, nó đã trải qua đến 4 năm rồi, 4 5 năm rồi. Thì chắc chắn một điều, kể cả cái pin này nó không có dùng đi chăng nữa thì nó vẫn có, nó bị yếu đi, nó bị yếu kém đi thì không thể nào mà nó còn ngon được. Đấy thì em vẫn là tặng kèm một cái cục pin. Đây tặng kèm một cục pin, đây đây chỉ là cục pin linh kiện thôi, đương nhiên nó sẽ không thể ngon bằng cục pin zin được, nhưng mà cái cục pin linh kiện này nó là mới sản xuất năm 2023 này, tháng 8 luôn này. Đấy thì em cũng thấy là em tặng cho anh em hoặc bán cho anh em ấy, là cục pin nó vẫn dùng được, nó không thể bằng pin zin được nhưng mà nó vẫn dùng ok các bác nhé. Đấy. Thì em sẽ tặng kèm cái cục này để mà các bác khi nào mà dùng cái cục này mà thấy nó không đủ đáp ứng được nữa thì các bác thay cục này sang, thay cũng dễ thôi. Em có rất nhiều clip để hướng dẫn các bác thay thay pin, hoặc nếu mà các bác mới thay thì các bác mang ra tiệm, các bác chỉ cần bảo nó tháo lắp lưng ra và cậy cục pin này lên. Cái cục pin này em dán cũng không không phải là chắc chắn quá đâu nhé, các bác cứ cậy lên là ra đấy. Cho nên là các bác thay cũng dễ lắm, tự thay cũng được. Về nếu bác tự thay nhá, là cái khò ấy, các bác khò là khò tóc ấy, bác khò xung quanh nó nóng lên là nó cũng tự ra thôi đấy. Còn lấy cái kiểu như cái miếng khay khay sim ấy, cái miếng sim ấy. Đấy các bác lèn nó vào lại ra thôi, không vấn đề gì cả đó nhé. Đấy, không biết làm thì các bác mang ra thợ thôi hoặc gửi về em làm cho. Thì đây đây nữa là các bác nhìn để ý này, cái những cái bộ màn hình ấy, bộ màn hình xịn ấy, thì em đây là cái kinh nghiệm của em thôi, là em thường thấy là nó có sẵn cái, nó thường có những cái này này, có cái lớp bạc, nó có cái lớp gọi là cái lớp kim loại này này. Đấy, nó ở đây này. Còn những cái màn hình nó không, nó kiểu nó không 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 ngon mấy ấy, thì nó không có lớp này đâu, nó là nhìn cái màu đồng luôn đấy. Cho nên là em cũng, đấy là cái kinh nghiệm em thôi thì em nói thế thôi. Còn em cũng nghĩ là nó không biết có đúng không, thì bắt đầu chuyên nghiệp thì giải thích dùng. Thì và đây nữa, tất cả các linh kiện ở trong này nhé, từ cái bo sạc này cũng là zin hết các nhé, không phải lo gì cả. Đấy mic mic các thứ là em làm cái thứ là nó rất là sạch sẽ, và nó gắn keo rất là chắc chắn rồi, các bác không phải lo cả. Đấy cam trước các thứ này, đấy các bác yên tâm, đồ các thứ là không hề có một dấu hiệu là của linh kiện lởm cả các bác nhé. Chứ các bác về yên tâm, cái nếu như bác mua cái loại máy này như kiểu như này này là các bác chỉ lo mỗi cái phần pin thôi, thực sự các bác chỉ cần lo phần pin thôi. Tại vì cái pin ấy thì em cũng có rất nhiều clip nói về cái pin này rồi, thì hiện tại bây giờ là không thể có cái pin xịn zin như này nữa các bác nhé, không hề có nữa, không hề hoàn toàn không có nữa, hoặc nếu mà có thì số lượng nó cũng rất là ít và một hai người có, và nó cũng sẽ hết nhà hết hàng nhanh chóng thôi. Các bác bảo là đi tìm được cái cục pin như này thì nó rất là khó luôn, cực kỳ phải nói là cực kỳ khó luôn đấy. Cho nên các bác cứ yên tâm, những cái cục pin này tuy nó là linh kiện thôi nhưng mà tại vì nó mới được sản xuất ấy, và cái công nghệ nó cũng đã mới hơn, cho nên là nó cũng khá là ổn,
chứ không đến nỗi mà nó không thể dùng được đâu nhé. Đấy. Tuy nhiên em vẫn nói là nó không thể bằng cục pin zin được, nhưng mà tuy nhiên bây giờ mà không có mà có được pin zin như này thì không ai có đâu, gần như thế. Cho nên là các bác yên tâm, em vẫn còn bán pin, nên khi nào mà các bác thấy cục pin nó dở hơn một chút rồi thì các bác có thể tự thay hoặc gửi về cho em thay nhé các bác nhé. Đấy, ok, thì các bác yên tâm nhé, em nói cũng hơi dài dòng, nhưng mà tại vì nó là đồ dị, đỡ quên nó là đồ dựng ấy, cho nên là em cần phải tháo hết máy ra để cho các bác biết được là cái nội tạng bên trong nó như thế nào để các bác yên tâm mà dùng. Chứ thực sự là như em bán trên thị trường bây giờ cũng rất nhiều anh em dựng, nhưng mà cũng chỉ cơ bản anh em làm chắc là làm nhiều, cho nên là cũng không có thời gian để mà quay lại những cái clip chi tiết như này đâu. Cho nên là các bác tùy thôi, các bác thích mua của ai thì mua, nhưng mà nếu như mà có cơ hội được tháo máy ra thì các bác nên tháo ra, tại vì nó là máy dựng được, các tháo ra để xem nó có chuẩn không, còn dùng cho sướng. Chứ bây giờ không biết là mình đang dùng cái hàng gì thì nó hơi hơi củ chuối, tại vì các bác biết rồi đấy, em nhập máy về nhưng mà từ giờ em tháo hết là kể cả nó còn áp hay không còn áp em đều tháo ra để em biết được xem là cái linh kiện bên trong ấy, nó còn ok hay không. Tại vì nhiều ông cứ gửi máy về cho em bảo chưa, ui cho máy zin zin đẹp đẹp luôn, zin nguyên bản luôn, chưa hề sửa chữa gì cả, chưa hề tháo máy ra đâu. Về nhà tháo máy ra thì nào là không có miếng đồng tản nhiệt này, xong rồi vân tay các thứ tùm lum này, bẩn, nói chung các linh kiện nó bẩn vãi đái luôn. Cho nên là vậy thôi, nói chuyện hơi lan man tí. Ok, bắt đầu cần cái máy này thì liên lạc em ở cái số góc màn hình nhé, số Zalo nhé. Ok, chào các bác.